Bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 đến nay, tại khu vực phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mực nước vẫn không ngừng dâng lên khiến cho nhiều dãy phố lân cận đều ngập sâu. Các cán bộ chiến sĩ công an, quân đội đều túc trực 24/24 để hỗ trợ di chuyển đồ đạc, sơ tán người dân tại vùng lụt tới điểm an toàn. Vào thời điểm nước lên cao tại phường Phúc Tân, khoảng 16:30 ngày 11 tháng 9, lực lượng chức năng nhận được thông tin phố Bảo Linh vẫn còn một cụ ông 88 tuổi do sức yếu vẫn chưa thể di chuyển ra ngoài. Ngay lập tức, một chiếc thuyền đã được huy động, tiến sâu vào điểm ngập nằm cách bờ sông Hồng không xa. Vừa lõm bõm đẩy thuyền ngược dòng nước, anh Đỗ Xuân Tùng, một cán bộ trực tiếp tham gia cho biết, từ sáng sớm, lực lượng đã được bố trí làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, một chiến sĩ công an vừa đi vừa hô to khẩu hiệu, có ai ở đây không? Nói chung là lúc đó mọi người tham gia là cũng đấy thôi, rất là phấn khởi, hỗ trợ mọi người thoát ra khỏi vùng lũ ấy. Đấy, không gì ở đây bây giờ nước lên cao mà lại mất điện này nọ ấy, rất là khổ. Thoáng thấy lực lượng chức năng, từ phía trong, cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi vẫy tay. Mấy người, một ông ơi, mình có đi luôn này. Ông đi theo không? Phải có ai đỡ ông nữa chứ? Được rồi, đây có người đi theo ra đây. Mình thấy rất là cảm động. Nhà mình thì có mỗi cụ gần 90, sắp tỉnh 90 thì cụ năm nay 88 rồi. Thì chỉ là muốn là cứu cụ thôi, còn các em nó khỏe mạnh, các em nó ở nhà thì có thể nó chủ động được. Chắc chuyến thứ 23, 24 gì đấy, từ sáng rồi bọn em chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng. Tinh thần thì vẫn còn, thể lực thì sắp được quậy rồi. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục cố hết sức để đưa những người già còn đang mắc kẹt trong những nơi ngập sâu đến nơi an toàn. Những người cao tuổi sau khi được đưa ra khỏi vùng lũ lụt được di tản cùng gia đình hoặc đưa đến nhà văn hóa phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.